những ngón tay đang đan tay cùng cảm xúc. Đây là phần dự thi đan tay cùng cảm xúc được tổ chức bởi nhóm Những Ngón Tay Đan và phát triển trên kênh YouTube Những Ngón Tay Đan. Xin chào các bạn thính giả, mình là Thúy Niềm, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong ít phút lắng lòng hôm nay thông qua tản văn Chậm để chạm của tác giả Vô Ưu. Chúng ta hãy cùng nhau bước chậm đôi chân mình một chút để tiếng lòng của tác giả khẽ chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim yêu thương của quý vị nhé. Để em dắt anh trốn chạy khỏi lịch trình dày đặc của cuộc sống, vào một chiều hôm gói chút bình yên làm hành trang, mình bỏ lại sau lưng những ồn ào bon chen thường nhật của phố phường đông đúc. Trên chiếc xe chỉ có hai người, chúng mình cởi bỏ khuôn mặt vô hồn sau lớp khẩu trang để chạm mặt nhìn nhau mỉm cười, hít thở bầu không khí trong lành và lắng nghe thanh âm trầm bổng của cuộc sống, rồi lặng nhìn những gương mặt quen thuộc vội vã lướt qua mà không quên gửi lời chào. Mình cứ thế băng qua những cung đường dài, bình thản chậm dừng đèn đỏ khi dây báo hiệu sắp đến, thay vì vội vã phóng xe thật nhanh hay chen chúc nhau giữa dòng người tấp nập ngoài kia chỉ cho vừa kịp một bữa cơm, cho những mệt mỏi sau một ngày làm việc chẳng đuổi kịp đến. Để rồi cứ thế chúng mình lại chạy, chạy vì cuộc sống mà quên mất phút phải dừng chân. Anh cởi bỏ vỏ bọc hoàn mỹ bên ngoài mà người ta vẫn hay thấy để trở lại là anh, áo phông, quần jean, dép thái ngồi cạnh em. Em kéo anh vào một quán vỉa hè bên đường. Ở đó không có ánh đèn lung linh với những món ăn được trang trí cầu kỳ, trong một không gian sang chảnh cùng với những tiếng tí tách chụp hình, những gương mặt cúi đầu lạnh lùng bên chiếc smartphone. Nơi này chỉ có ánh đèn điện hiu hắt, bên chiếc xe đầy nhỏ bày những món ăn bình dị, có anh, em và mọi người. Anh đặt điện thoại xuống để ngồi cạnh em. Em sẽ kể cho anh về câu chuyện của chủ nhân ly trà đá mà mình đang uống. Anh biết không, họ vẫn hay mỉm cười chào hỏi chúng ta khi đôi lần anh ghé sang đón em về chốn cũ. Có lẽ anh không nhớ hoặc không biết điều đó khi tâm trí anh dồn vào công việc cần giải quyết trên chiếc điện thoại mà vô tình khước từ mọi dịu dàng xung quanh. Họ luôn hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình, mặc dù vật chất và điều kiện chẳng đủ đầy như người khác. Chúng mình dừng lại cuối trạm dừng chân trước sân nhà nhỏ. Bao lâu rồi anh không ghé về đây? Tường rào đã phủ xanh màu rêu, lớp ngói đỏ cũng dần ngả màu qua năm tháng. Anh có nhặt lại dòng ký ức tuổi thơ ngủ quên bên dòng đời tấp nập mà vỗ về thổn thức những yêu thương còn bỏ ngỏ? Anh có thấy tóc ba bạc trắng đầu, lưng má còng mấy nhịp, còn tuổi xuân của mình cũng chẳng mấy đầy vơi? Anh dang rộng vòng tay ôm họ. May thật, vừa vặn một cái ôm đủ đầy hai tiếng gia đình trọn vẹn. Lạ lùng quá, anh nhỉ, hành trình mình đi qua đâu phải những điểm mới mà gieo vào lòng người những xáo trộn bâng khuâng. Hay vì mình bỏ quên nhau giữa cuộc sống xô bồ, để đến lúc lặng mình nhìn lại chợt ngỡ ngàng nhận ra sự tồn tại của nó. Anh đừng hờn trách cuộc sống khắc nghiệt khiến người ta phải cố chạy thật nhanh, cũng đừng buồn lòng khi hờn ghen với hạnh phúc của người khác. Những đoạn đường quen thuộc mỗi ngày anh đều đi qua. Anh có nhận ra Bixi đã đổi tên thành Go, quán kem Dạ Hạc gắn liền với thời sinh viên của tụi mình đã không còn nữa. Quán ăn bên lề vẫn tấp nập tiếng cười nói, và gia đình vẫn mở cửa chờ đón anh về. Hạnh phúc vẫn ở đó với anh thôi, là anh nguyên vẹn và một gia đình vẹn nguyên. Chậm lại chút thôi anh, để khẽ chạm hạnh phúc ngay bên mình. Xin cảm ơn tác giả Vô Ưu với những dòng tản văn Chậm để chạm
đầy xúc cảm sâu xa. Nó khiến tôi và khiến tất cả chúng ta đều phải suy ngẫm về những giá trị giản đơn trong cuộc sống. Chúng ta đừng để sự vô tâm và vội vã trở thành thói quen, càng đừng để những xô bồ của cuộc sống thường nhật trở thành lý do khiến bản thân trở nên hối hả mà quên đi những giá trị đích thực của hạnh phúc. Hãy chậm lại chút thôi để hạnh phúc chạm đến chúng ta. Mình là Thúy Niềm, cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.